bây giờ dịch tả nó đang kéo về một cách trầm trọng luôn. Các vùng bây giờ nổ dịch tả dã man luôn. Tại vì sao? Trong miền Nam nổ dịch, bây giờ miền Nam đang là đỉnh điểm rồi. Mà khi mà miền Nam nổ dịch thì tất cả các loại lợn linh tinh nó sẽ lại bắt đầu chạy ra ngoài miền Bắc. Khi nó chạy về ra chợ lợn, khi mà lợn nó chạy ra chợ lợn thì bắt đầu là miền Bắc mình cũng lại từ những cái chợ đầu mối đấy bắt đầu nó mới nổ ra. Quanh quanh những khu chợ lợn. Mấy hôm nữa khi mà lợn dịch nó lại bùng ở miền Bắc thì lúc đấy lợn con sẽ không ai dám vào. Thì lúc đấy lợn con lại rẻ. Thế còn mình vào đây thì mình cũng lại lo. Thì đấy, ai cũng tâm lý là vào lúc đấy là lo. Mấy trăm triệu mà vào cái đúng lúc dịch cái lên lắm. Cái chị khách nhà em hôm qua chị gọi điện nhá, chị bảo tôi phải gặp được cô Thúy. Thế là hôm qua đúng lúc em ở nhà, em gặp bảo bây giờ chị có 100 con lợn, bây giờ nó về chị bắt hai xe thì một xe trước về 100 và một xe sau về 100. Thì xe sau chưa kịp về. Xe trước về được 100 con anh biết nào, về được 3 ngày thì bắt đầu ho tẹp nhèm, xong bắt đầu sốt xong bỏ ăn. Thế xong là tiêm kháng thể vào với lại tiêm hô hấp vào thì là thấy nó khỏe lên được một ngày thôi, xong bắt đầu từ ngày thứ hai đến ngày thứ ba là bắt đầu chết. Thì em bảo là chắc chắn là nhà chị khả năng bị tả rồi. Thế là chị bảo là bây giờ gọi lại cho bọn thợ lợn. Thì gọi lại cho bọn thợ lợn thì không nghe máy nữa. Đấy. Mà trong khi đó lúc mà nó bán lợn cho mình là nó kêu là nó bảo hành cho mình trong vòng 30 ngày và tỷ lệ chết là 20% trong vòng 30 ngày. Đấy. Thế mà đến lúc bây giờ gọi không nghe nữa. Để em nó cai sữa lợn, nó cai xong cái nó chở cho anh ngay 8 cân bây giờ. Cai sữa, được. Thế thì quá ngon. Không mà sao cai mà cái mà sao sữa. Nó chăm tốt nhỉ. Cai sữa. Nó tùy giống anh ạ. Em nhìn cái tông này có được không? Tông hồng giáp đấy. Chạy chứ lớn xỉnh. Ăn được mấy bao rồi? Giờ nó ăn 7 lạng. À thế hôm mà bắt cho anh Cường trước, xong anh bắt sau. Mà anh sao anh bắt đây? Anh bảo đầu tháng anh bắt Hồng Giáp thôi. Bắt sau là bắt anh Giáp. Bắt 26 thì nhà thằng. Anh Cường là bắt Hương Yên à? Hương Yên. Còn anh bắt Hồng Giáp. Đầu tháng anh bắt Hương Yên đây. Đây là cái đàn mà hôm nọ bảo chết mất một con xong anh trộn đã mốc nó ổn rồi đi. Vừa hôm kia nhỉ? Tối hôm kia anh điện cho em thì em bảo trộn đã mốc đi bởi vì là cái bệnh này nó hay chết qua đêm. Nếu mà đêm hôm đấy mà anh không xử lý kịp thì đêm hôm đấy sẽ chết thêm một hai con nữa. Nó sốt nha, nó sốt nó run chân, cứ một lúc là run chân, nhặt vào cách ly 9 con. Mình hốt xong tự dưng một con mình tiêm hạ sốt mới cái không rõ nguyên nhân. Một mũi thì thấy một con tự dưng đạch, nó rẫy đỉnh đạch ra mình bảo nó không hay là nó sốc thuốc mới chết. Thế nhưng nó kiểu như cái đàn trước của nhà cô ấy con. Thế xong nó lại đầu cấp không thể cứu nổi. Nó lại học máu mũi ra. Đấy, nó học móng mũi ra cái điểm đấy. Không, anh ấy hốt, anh ấy mổ ra, anh xem các cái nội tạng gì bảo không phải của bệnh viện. Đúng rồi. Dịch tả. Bình thường là cái biểu hiện đấy là nó cũng rất dễ của tả châu Phi. Đấy, nhưng mà ngược lại là mọi người là phải biểu hiện phải... của học máu tươi ra mũi là cũng của châu Phi gì. Đúng, của châu Phi. Nhưng mà mọi người là phải tỉnh táo để phân biệt giữa tả châu Phi và tụ huyết trùng. Đấy, bởi vì là cái tả châu Phi nó rất giống tụ huyết trùng, nó rất giống tai xanh, nó rất giống tả cổ điển. Thế nên là mình phải tỉnh táo để mình phân biệt các bệnh với nhau. Nhưng mà ngược lại là mình đã thấy là lại có biểu hiện là tiêm vào cái là chết luôn, là cái sợ. Chết ra nó ở trong hành lang ấy, nhưng mà sau quét mưa xong rồi cháu bảo nhà cháu lấy sắt trùng lau hết trong cái khu hành lang đi. Xong bê ra đây đưa một cái lưới trước mà hai cô cháu mình mổ cái con nó bị phù đầu cấp ấy nhỉ. Nó bệ mà một lúc sau nó chết luôn. Đúng rồi. Mổ ra phù đầu đấy là phù đầu đấy, nó trợn mắt. Đây thì cháu mắt nó lồi hẳn ra luôn. Đấy, mắt nó lồi hẳn ra. Thì nó mới là E. coli. Mà trong khi đó đây này, anh lúc anh bảo nó chết xong nó còn tím tím đúng không? Đấy. Mổ ra nó không sao hết. Thế là anh gọi điện cho em gái em bảo là khả năng là tụ huyết trùng cấp, mà cái con mà cấp tính quá thì không bao giờ cứu được. Thì những cái con mà anh tách riêng còn lại thì bây giờ lại ổn rồi đúng không? Ăn uống con này rồi cho về ô rồi. Đấy. Thì vấn đề là người ta bảo rồi, quan trọng là phải bắt đúng bệnh, không bắt đúng bệnh nó lúc đấy là rất dễ bị hoang mang. Thế nhưng mà nhà chị kia thì lại khác đây, hoàn toàn. Hôm đấy mà bảo thôi trường hợp mà không có nó lại làm gửi mẫu đi xét nghiệm thôi thì xem đấy. Cũng đang sốt thì trịch. Như nhà chị là sáng nay chị gọi cho em ấy là chị cũng nhìn là cái hố phân ấy, cái rút lên ấy là nó phể hôi lên rất nặng luôn. Mà lại buổi sáng là lợn không có ho mấy gì đâu. Thế còn buổi chiều rửa chuồng xong mình rút hố phân lên ấy thì bắt đầu lợn lại cứ khục khục. Đúng rồi. Bây giờ lúc đấy ngồi với nhau là mới phân tích lại, là vì sáng em nghe điện thoại này, em vội, em đang chuẩn bị đi rồi thì em không vội, em không nói chị là thứ nhất là mình phải phân tích, bởi vì em theo nhà chị là được đấy, bắt đầu em theo nhà chị từ đấy giờ là em phân tích là cái con lợn thịt bây giờ nó bị như thế, mà tự dưng là đến cái ngày kia là nó lại có hiện tượng là sốt đỏ, nên là mình cũng phải bắt đầu từ nguyên nhân từ đấy. Nhưng mà sang bên này thì lại em hỏi chị là tiêm Boninger rồi thì em lại rất là tự tin. Thế nên là em mới bảo qua cha em bảo là
ho lại ho vào buổi chiều, không ho buổi sáng. Chuồng xong lại ho. Đấy. Thì lúc đấy là mình sẽ lại quay ra là mình suy nghĩ đến cái việc là cái khâu là cái không khí và cái nồng độ mùi nước phân ở trong chuồng. Đấy. Thì chị bảo anh ấy là anh ơi làm sao lại chuồng lần này làm sao lại đi chiều chị rửa nhá. Chị rút cái ống lên thì nó xả được nó xuống hết nước một cái là cái mùi nó bốc lên chị còn khó thở luôn. Đúng rồi. Đấy, thế tại sao nó như thế là em giải thích cho chị tại sao như thế là buổi đêm nó lạnh và nó lắng, mình không can thiệp gì đến nó, mình cũng không cho nước xối vào cái hẻ bể ga đấy thì nó sẽ không sục cái mùi lên. Đúng không? Tất cả chị cũng để ý như kiểu là ngày xưa mình dùng nhà vệ sinh cấp 4 cũng thế. Đấy, mà bọn em ở thành phố thì cái hầm bể phốt ấy nó cũng thế. Nếu như bọn em không có thao tác là ấn nước ở trên bồn cầu xả sụp xuống thì sẽ không có mùi từ ống cống hất lên. Nhưng khi mà mình có động tác là thứ nhất là mình tắm, mình giặt, mình xả nước quá nhiều xuống ống cống cùng một lúc thì nó sẽ làm cái bể nó sục xạo hết lên, đúng không? Thì lúc đấy nó mới bốc cái mùi lên. Thế nên là qua một đêm là chị không can thiệp gì đến nó, là tất cả là nó lên 12 tiếng thôi. 12 tiếng nó im mắng thì nó sẽ không, buổi sáng nó sẽ không có cái mùi đấy. Nhưng khi mà buổi chiều, thứ nhất là con lợn nó đái, nó ỉa rồi tất cả mọi thứ, xong bắt đầu phân chị rớt xuống, nó nặng nó tóm nó phát xuống, đúng không? Thì ngay lập tức là nó khuấy động cái bể lên. Thì bây giờ cái bể nhà chị bây giờ muốn khắc phục là hút bớt đi. Đấy chị cũng sợ đầy vì mấy nứa rồi là cái bể ngăn của nó đi đưa máy nó lại còn không bây giờ phải cậy nắp ra, cái thằng này nó làm thì ba ngăn nó đậy kín xong bây ra bio ga thì chị mới sụp rồi. Thế cơ mà còn ba cái bể ngăn đấy chị cũng đương bảo là có khi là đầy bể ngăn hay thế nào thôi thì nó mới phì lại như thế. Bây giờ chị theo dõi cho em 3 ngày tiếp theo, nếu như 3 ngày tới chị sẽ để một tí nước ở dưới nền chuồng gọi là có nước để nó biết là xuống đấy đáy gì ở. Sau đó chị sẽ quét khô và chị không tắm nữa, không xối nước xuống bể ga nữa thì chị sẽ cảm nhận được là cái mùi ga nó còn bốc lên hay không. Và nếu nó không bốc mùi ga lên và lợn nó cũng sẽ lại đỡ hô hấp thì chứng tỏ nguyên nhân là từ đấy, thì mình sẽ khắc phục từ nguyên nhân đấy thôi. Đấy nên là vấn đề là lợn nó phải tìm nguyên nhân. Hôm nay là kiểu lợn to rồi nó tắm tợn thì bắt đầu mình bơm bể nhiều nước. Thì nó tắm nó đẫm tợn đến lúc mình rút là cái khí của nó nâu, đúng không? Chị cũng đoán như thế, không mà chị bảo ông kia thì ông ấy lại không nghe. Ông bảo làm gì mọi nứa làm gì có khí, bảo không lần này nó bị như thế. Cái hầm ga người ta dùng 3 đến 4 năm là nó cũng phải đầy bể. Thế lợn đấy. Nhà mình cũng chăn vài nứa nó phải đầy bể, nhất là mình nhà chăn là mùa hè lại tắm tợn nước nhiều. Hôm nay thì này tắm tợn mà nó lại vẫn ăn khỏe. Nó lại nôn một lúc là nó nôn được lại tốt. Không đi được nó nôn được và nó ọ được ra và nó bớt đầy bụng đi thì mới là tốt. Nó chỉ có mỗi đầy bụng nó vẫn lại đi lại là mát mặt là hôm nay là mát hơn đẹp nhà mơ đấy. Hôm nay không sốt cặp nhiệt độ nó có một bụng thì cứ căng nè. Bây giờ một là phải làm được cho nó nôn ra, hai là sáng nay nó lại nôn, nó chỉ nôn nước mà đúng rồi. Một là phải làm được nôn ra, hai là phải làm được ỉa ra. Cái nọ mà của người ấy vào mà nó không ra. Thế chứng tỏ là đầy bụng do đầy hơi. Đầy bụng do đầy hơi thì phải làm cho nó nôn được ra. Thì là mua cái thuốc đầy bụng của người ấy, uống vào là nó sẽ bớt đầy bụng đi và nó sẽ giải phóng được cái đầy hơi đi. Cho uống cái của người ấy thì vào thì nghe nó nhẹ nhàng hơn một tí. Đúng rồi. Cái bụng nó mềm hơn tí chứ không phải nó căng. Đúng rồi. Thế thì chiều này phải uống là không thột thột ra. Không hiểu. Vấn đề là bây giờ là không phải do tắc phân. Mà vấn đề là bây giờ là do là đầy bụng sinh khí. Đầy bụng sinh khí. Cô cho uống cái gọi là thuốc nhuận tràng của người ấy. Thì nó nôn ra cơ mà thì nó nghe nó vẽ bụng nó mềm mềm đi được tí rồi. Đúng rồi. Mà thế không ăn nước chiều thì nó vẫn cứ uống ác cơ mà ăn thì nó ngoan. Đúng rồi đấy. Thế nên là bây giờ là chiều nay là mình sẽ cho nó uống thêm một liều nữa để cho nó lại nôn nó tiếp được, hoặc là nó lại bớt cái đầy bụng đi được thì mới là tốt. Tông lợn Hưng Yên đẹp hơn anh Thanh ạ. Tông lợn rất là tông Hưng Yên đẹp mà ăn thì rất tốt nhá. Và để ý này, 182 con được mà. Có hơn 20 cân nhưng mà nhìn mông ra mông luôn. Nhìn lợn nó gọi là lợn Bá Khúc ấy nhỉ. Ôi lúc bắt về nó nhọn quắt đít luôn, nó sơ hết nông. Sơ thế về thì dễ nuôi. Thế mà ăn bây giờ vào cân tư không đi bắt đấy là sang là con đấy. Anh định bắt cả chuồng của anh đi. Chị vẫn cho ăn cái Venta mới này men mới này cái gì đấy. Vẫn cái bộ của em đấy, cái beta với men với lại cái acid lactic quay cái bộ béo heo con. Ăn cái đấy nó ổn định. Cái kia thì hết rồi, cái quái đồ đỏ này hết rồi, 2 cân đấy này. Bây giờ nó to rồi thì cũng không cần nữa, xong rồi đến tầm 4-50 cân thì mới lại cần dùng. Vâng, 4-50 cân mới lại cần dùng. Chị cũng đoán là do cái ống khí này. Cứ mà bảo ông ấy lại câu là gì? Con gà và con lợn là nó sợ nhất là mùi phân. Mùi phân, đơn giản như chị thấy đấy,
Chuồng nhà chị chỉ mất điện một tí thôi, quạt ngừng một tí thôi, ngay lập tức hôm sau lợn nó đình công ngay. Bình thường này vào á, có khi ngồi cả tiếng chẳng có tiếng hoa nào đâu. Thế còn mà đến chiều mình rửa chuồng xong thì là bắt đầu cứ một hai câu xong thôi. Mình cũng thế, mình mà ngửi được cái mùi gì hôm vừa rồi ở trên Hà Nội nó phun thuốc muỗi ấy. Em phi ra khỏi nhà cái mà cái xe thuốc muỗi nó vừa chạy qua cái, ôi rồi ho, ho đái ra quần, ho ho gọi là ho sặc sụa, ho nôn được ra luôn ấy. Đấy, nó là biểu hiện đấy. Tức là nó có về, nhiều mùi, nó nhiều cái mùi ghê quá. Nôn thớt cho con lợn kia nó uống, có khi nó nôn đấy. Kiểu người. Cái kia nó sực, sặc vào mũi, sặc vào phổi. Sợ nó sặc. Nó đánh, vàng, nó đánh sặc vào mũi, sặc vào phổi. Vẫn nhưng mà nữa. Vẫn chạy ra uống, đi ra uống nước nhất. Mà không chị là người chăm lợn chủ yếu đúng không? Không nói em phải lưu số chị luôn. Chị gọi em biết ngay. Lợn của anh là về được bao nhiêu ngày rồi? 6-7 ngày. Thế lợn của chị là được chị tháng rồi nhỉ? Hôm nay là được 1 tháng. Thế thì tiêm vaccine là hai được 20 ngày rồi. Thế này ngày tiêm 2 ngày rồi. Tiêm vaccine được 20 hôm rồi đúng không? Vaccine tay xanh ấy. Tay xanh thì tiêm được 20 hôm rồi. Đấy bây giờ bắt đầu miễn dịch rồi đấy. Nhà chị đàn đấy mà không tiêm Boninger mà đàn vừa rồi là mà dính như thế thì quả này vụ này đàn này lại đổ tiếp cho may quá là tiêm được Boninger rồi. Thế đàn tiêm Boninger lần nào cũng tiêm với bởi vì cái Boninger ấy khi mà mình tiêm ấy nó bảo hộ chỉ được 4 tháng rồi mà nhiều lúc lợn mà mình cố gắng nuôi nằm 5 tháng mà bán là y rằng là nên tầm đấy chấp bán là nó hay bị đổ ra thế nên là mà cái ông xã này chị ông rát nhá cái con lợn nó bị sốt như thế chị bảo ông là anh lấy chai nước về đây em truyền em cái hôm ấy hỏi truyền cái bài nó khỏe bình thường nó chẳng truyền cho hai chai nước đấy lợn thịt vẫn truyền được mà lợn nái truyền được mà ông ấy, hai ông bảo chọc vào đấy nó bảo ruột thì chết một bên. Cái kim nó ngắn bằng cái từng này. Quay cái cổ cô Thúy lên để em nhìn để em chọc. Đấy chính đỏ anh nhát chị mới là bạo tay. Thế là chuyện xong nó hôm sau nó hết đỏ đúng không? Nó không đỏ mà nó khỏe bình thường luôn. Mà mình ăn uống bình thường. Mình truyền vào đấy là nó không bị lộ vết kim. Mình tiêm vào cổ này kiểu gì cũng bị lỗ vết kim bởi vì lợn mà đã to rồi ấy mà mình tiêm cái vết kim 16 ấy là nó sẽ để lại một cái vết vết chấm máu là nó sẽ bị lộ. Nhưng mà chị chọc vào đấy cái kim rất là nhỏ nó không lộ thế nào luôn. Cắm tăm. Thế đấy hôm qua cái con lợn mà anh ơi đầy bụng mày chuyển nước rồi. Để mua thuốc cho chuồng. Thế là anh lấy thuốc này là để là sắp tới nhập lợn là đặt chuồng này à? Thế chuồng này phải vệ sinh các thứ sạch sẽ không? Nó có xi măng đến lúc lợn nó mới về nó bị dính. Ngâm giấm, ngâm chuối thì rửa sát trùng chứ khô. Chục ngày nữa, hơn chục ngày nữa cơ mà. À và anh chỉ bao nữa là xong hết. Hơn chục ngày nữa khi lợn xuống ấy. Đấy, tầm đấy. Thế cơ mà xuống thì xuống cái lúc bắt, cái lúc mà không có dịch ấy thì về nó mới an toàn. Cái lúc mà bùng dịch bắt lợn về khác gì ngồi trên thớt em. Mình bắt về một chuồng riêng như này với này. Sao bắt Hưng Yên? À là này, sao bắt Hưng Yên gì? Hưng Yên thì hiện tại bây giờ là hôm trước là có một hai nhà ở Kim Động nổ nhưng mà hôm nay là im rồi không thấy nổ nữa. Thế còn Mạn Hưng Yên là chưa thấy nổ đâu. Chủ yếu nó mới nổ ở quanh quanh cái mấy khu chợ lợn ấy. Đấy. Ui Hà Giang cũng hôm nọ có một nhà nổ. Lợn nó về thập cẩm. Bây giờ cả chợ nó về cái biểu cân 80. Cứ nó về nhiều là dịch dính. Anh đang có lô trăm mười mấy con sơn đến ngày xuất thì đang nghỉ đang bèo đang đợi. Thực ra là rẻ so với lúc đắt thôi chứ còn giá này để mà tính ra là vẫn còn tí lãi, không cái nỗi mà tức là không được nhiều thôi nhưng mà không cái nỗi là bị lỗ. Thế còn mà cái thằng dịch mà bùng nạn này em. Ủa thì đấy nhưng mà em thì mình nếu sao mình duy trì được lâu cũng lợn cái làm kia thì giỏi lắm nhưng 20 ngày nữa là phải nó cũng là phải vẫn để cho đi. Đến lúc bán thì mình vẫn phải bán rồi, không mà đúng là dịch bùng. Nhưng được cái là năm nay dịch nó bùng nhưng ngược lại là Covid nó không còn. Thế nên là đám cưới ma chay các kiểu nó vẫn diễn ra quá bình thường nên là lợn thực ra nó không quá. Nó chỉ là bị nhũng loạn thị trường do là bây giờ lò mổ bây giờ một ngày nó mổ hàng 300 con. Thế nhưng mà nó lại có cái nguồn lợn kia về mất 150 rồi thì 150 của mình thôi thì tự dưng là cái cung cái cầu nó bị lệch nhau. Nhưng mà cái đàn này thì chị công nhận nó ăn tốt thật. Ăn tốt vì đàn này. Đàn này nó ăn tốt, với lại đàn này là chị làm theo cái phác đồ của em nó dinh dưỡng nó khác hoàn toàn đi là cái tốc độ ăn nó sẽ khác. Ăn tốt. Đấy. Cũng như anh về được 10 ngày, mấy mấy ngày rồi anh sẽ cảm nhận được là anh về thì mất, anh phải mất chục ngày đầu tiên anh con cắm máu thì cắm máu, cắm máu chứ ăn cái Apollo của thằng Gia Viu ấy thì lúc ấy ăn rất tốt, nhưng bắt đầu quay sang cái cắm một thì bắt đầu nó nhấm nhẳng thì cái cắm kia nó đang ngon quá mày nè. Thì khác gì cô Dương cho ăn cắm một, chuyển sang cắm một rưỡi cái nó sơ còn nặng ngã thì đấy nó dài quá. Mình về mình uống lại mất chục ngày ăn cắm máu. Anh cho ăn cắm nước đúng không? Cắm máu hay cắm máu khô hay cắm máu nước? Nước.
hòa ra nước cho ăn. Nước thì trộn men, trộn thuốc cho nó. Với lại cái quá trình nhà mình đang trộn nước rồi mình lại chuyển sang mình cho ăn khô thì nó nhiều hơn. Xong nước ra bữa nhưng xong nó thỉnh thoảng mình vẫn vào mình ché vào má thì nó gõ. Nó tập gõ. Cái cô ở trên sông Lô thì cô đấy cứ ví dụ đáng nhẽ là mình hôm nay mình cho ăn 2 cân đúng không? 1 cân hòa vào nước cho ăn trước. Cho nó tì tõm cho nó sướng xong rồi 1 cân té vào máng đấy, cho nó gõ cả ngày. Cho ăn ra bữa thì là cho ăn nước còn vẫn thỉnh thoảng vẫn vào đổ một ít vào máng cho nó tập gõ chứ không đây tập phải đi đá cũng máng gõ hộ nó ấy. Mình đây phải cho ăn nước cũng 3 ngày chặt lắm. Mình đã có bệnh rồi mà cho nó ăn không thở rồi. Thôi cho ăn máng nát luôn. Anh nhớ nào anh bắt giống về anh cho ăn nước một tuần. Đúng rồi, bao giờ thế. Mà cái tuần đầu tiên là cái tuần rất là nhạy cảm bởi vì thay đổi môi trường, thay đổi nước uống, thay đổi về thức ăn dinh dưỡng. Ở trường nó, ở tỉnh nó đang uống một loại nước, tự dưng về đến mình nước ở vùng mình nó khác. Nên nhiều khi nó có con lợn bị ngã nước nên là mình phải cho ăn cái nước đó. Thế cái đơn thuốc này của anh này có cái gì khác không? Thế anh đặt giống cái đơn đấy thì giống em kê cái đơn cũ thôi nhưng mà có. Anh bảo có mang thêm cho cái thuốc tiêm đi ở với ho. Có, tiêm đi ở vẫn có 2 cặp, thuốc ho vẫn có 3 lọ. Với này cái kháng thể cũng gói luôn đây. Kháng thể em cũng gói luôn ở trong này rồi. Men miếc đây điện giải điện giếc là cũng trong đấy. Thế còn có một cái cặp. Đấy chị cho ăn thì gần hết chai này rồi đây này. Nghe cô Thúy cho ăn cái này để cho sau này ăn miếng lòng thì nó đặc. Lúc đấy mà thịt lợn ra mà có lòng xe điếu là lại phải gọi em Thúy về. Đây là kháng thể này, anh vứt trong tủ lạnh. Cặp tiêu chảy này. Lúc nào trong nhà phải giữ chữ một nọ bởi vì bất cứ lúc nào mà lợn nó bị làm sao em gửi thuốc về kịp cho chị được. Thế cái này chỉ đủ tiêu không một mũi. À thế anh này bắt nhiều lợn. Bắt to thì chỉ cần một mũi thôi. Bắt to rồi thì chỉ cần một mũi thôi anh ạ. Acid lactic tiamulin. Amoc 50 này. Đây amoc là trộn cùng với trộn ngoài. Đấy, beta glucan này. Thuốc có thường. Này cái beta này nó thơm thơm mình nếm nó còn ngọt. Nó uống chị anh pha ra nó chẳng khác gì sữa của trẻ con này cả. Mình nếm ngọt ngọt mình cho tay mình nếm thử ngọt. Nhưng lợn thì cũng kém thì người ăn. Cân này là vô béo heo con này, 5 cân vô béo heo con này, beta này. Beta 10 cân. Hạ sốt 2 cân này. Nó từng loại một đó chúng nó đang vứt lẫn lộn thùng với nhau nên em phải đang phải kiểm lại. À đây, cái cân của cái cặp đấy đây. Ngày xưa hôm trước em đưa cho anh là một chai với một hộp, bây giờ là một cân với một lọ. À, thế là bây giờ nó không có hộp. Chị ơi, đóng vào một cái hộp đấy là mất 12.000 tiền hộp. Thành ra là hai cái hộp đấy là được một cân thì em quay đây em giảm được đi ba cho mọi người 30.000. Đấy, nên là cái cân này bây giờ nó rẻ đi được hơn 30.000. Đây, được rồi, 5 cân điện giải. Ok nhá, nhìn kiểm từng loại một. Cặp tiêu chảy 2 này. Acid lactic 5 này. Tiamulin là 1 cân này. Kháng thể là 6 lọ cất rồi này. Hô hấp là 3 lọ này. Stop tiêu chảy là 1 lít này. Amoc 50 là 1 cân này. Đây. Sapirin 2 cân. Đây, 2 cân này. Hạ sốt. Hạ sốt 2 cân này. Beta 10 cân này. 2 này. 4 này. 6 này. 8, 10. Đúng rồi. Men sống 5 này. Men sống 5. Viêm ruột là cái gói này là 1 này. Điện giải chống nóng là 5. Đúng rồi. Em phải đăng ký lại tên cho nó thuần về tên tiếng Việt để cho mọi người đọc cho nó dễ. Cái tên kia của nó tiếng Anh, khổ quá. Tên kia của nó tiếng Anh. Cái Doxinenco này trộn nó không bị hắc này. Mà nó nhạy hơn Tiamulin ấy. Nhưng mà vẫn là thỉnh thoảng đổi nhau. Bởi vì Tiamulin ấy nó sẽ được cái viêm anh hồi tràng. Nhưng mà cái Doxinenco này thì nó lại thiên về hô hấp nhiều hơn mà cái Myco nhiều hơn. Bởi vì nó có Lenco. Thường công thức thuốc trộn rất ít người dùng Lenco nhưng mà em thì em đợt vừa rồi em lại làm Lenco. Bởi vì trong cái thuốc tiêm của em kia em cũng đấu Lenco vào với chúng nó. Cái cặp này là cái cặp mà một tuần chỉ dùng 3 lần đấy nhá. Anh biết rồi. Nước thì anh còn nhưng cái gói thì hết rồi. Tại vì hôm nay em đưa cho anh có một hộp thôi. Trong đấy năm gói. Hộp đấy là nửa cân. Còn đợt này em làm gói 1 cân này là đi với 1 lít để cho nó hợp nó đúng nhau. Nó đúng nhau. Cái này là nó cân bằng lại cái hệ vi sinh vật đường ruột. Còn cái này là nó sẽ kích thích mọc cái lông nhung và nó có kháng sinh tự nhiên. Anh không biết là về sớm này, biết về sớm thì bảo cầm một ít sát trùng nữa. Mấy hôm nữa lại đi mà. Em nào xuống cầm ít sát trùng ấy nha. Cái chỗ dưới chỗ này đi liên tục, cách đây 5 ngày em cũng đi. Nhưng mà em này không gọi, em không nghĩ là anh nhập lợn, em không gọi.
đang dịch tả châu Phi, nên là đi là chỉ giao thuốc này thôi, không chuồng trại, không vào, không nhó nghiêng gì cả. Đi vào mọi người đang an toàn. Ngày xưa lúc em mới làm ấy thì là thường là có bệnh mới gọi em xuống. Nhưng mà bây giờ làm quen rồi. Anh ổn định rồi chứ nếu mà nó còn run như những hôm nọ thì anh kiểu gì anh phải đưa em vào chuồng anh. Không đưa thì phải bế lợn ra đây. Nhờ cô mặc quần áo vào hộ anh cái chứ. Cơ bản ổn định rồi. Ổn ngay. Ăn uống ngon rồi. Lên nhưng mà nếu mà cái chuồng của anh bản thân bây giờ đang có cái tụ huyết trùng cấp đấy mà mình lại không tiêm được vaccine tụ huyết trùng thì anh cứ định kỳ cho em là phải 15 đến 20 ngày là anh phải trộn cho nó một đợt 3 ngày amốc. Không amốc thì đúng, anh cứ khoảng 20 ngày anh trộn phòng một lần. Đấy. Nứa nào cũng thế mà. Hoặc nếu không thì là trộn doxy, lenco nó cũng được tụ huyết trùng. Đấy nhá. Nhưng mà cái hô hấp ấy thì là đợt này trộn doxy lenco thì đợt sau sẽ trộn tiamulin, hai cái nó đáo nhau đi thì nó đỡ nhờn thuốc. Thế sao không lấy hai cân nọ hai cân kia? Kiếm đợt vừa rồi chị triệu tiamulin rồi, với lại nhà chị nó đang bị như này thì em lại nó đang hợp với doxy, em lại đưa doxy. Đợt sau thì lấy lên, trộn tiamulin luôn. Nếu thế thì mình có lý do để về chứ. Nếu mà không đi viện thì ở nhà trộn là gì đấy, trộn được một hôm xong rồi đi viện thế là thôi, không có người trộn. Đi, thế thôi em xin phép đi. Hai vợ chồng ăn cơm luôn. Đến bữa nào đến bữa rồi. Cơm cày cơm cấy có gì đâu. Không ăn đi về. Ăn cơm luôn. Vâng, thế thì ở lại ăn cơm. Đằng nào chả thế. Đằng nào chả ăn. Chứ không thì bây giờ chạy về Hà Nội mới được ăn. Thật. Vâng. Đằng nào cũng đây. Ôi trời, sao anh thấy nhanh nhỉ? Vừa hôm nọ nó vẫn là cái bãi đất trống mà. Vừa hôm nọ thấy bác ra dọn vườn, bác bảo là nhặt được cái dao. Hôm nay đã thành cái chuồng lợn rồi. Xây nhanh thần tốc. Mát chuồng này được. Thoáng đúng không? Thoáng mà. Thổi gió ra cánh đồng. Nó có cái keo để dán như cái này vào, nhìn nó im im, nó đẹp đẹp. Vá lại cho nó kín. Vâng. Nói chung là nó làm này là được rồi, mát rồi, được 1, 2, 3, 4 ô. Ô cuối cùng là bé nhất à? Ô đấy để bé nhất để lợn ô ốm mới cách ly các thứ. Nên đợt đấy anh lại làm vòi nước ra kiểu này à? Đấy, cho thời gian nấu nước, cho nước đi vào trong cho mát. À. Không đi ngoài trước, ngày xưa nó đi ngoài nó nóng. Nóng, nước nóng nó không uống. Đúng rồi. Nước nóng nó không muốn uống, lợn nó không muốn uống luôn. Nhưng mà nếu mà trường bà để nước ngoài rất là bất tiện, nó là mùa lạnh thì nước lại lạnh, lợn con uống vào lại đi à? Mà mùa này hè thì lại nước nóng quá, lợn con lại không uống, mà lợn kể cả lợn to nó cũng không uống. Cho vào trong như này là hợp lý nhất. Vâng, cho vào trong là hợp lý. Cho đường nước ở bên trong. Ở trên Mộc Châu có một nhà cái anh khách nhà em ấy, anh thiết kế đường nước ở bên trong. Nhưng mà anh thả cái dây dòng dọc ấy, anh ấy cho cái vòi nó thông lọng giống như thế này này. Đấy, thế là con lợn nó ra đâu, dùng cái dây nhựa kia không? Nó ra nó uống nước, cái dây này cứ lắc lư, nó lại làm cái nó cho nó nghịch luôn, buồn cười lắm ấy. Cái anh đấy nhiều lúc trêu bảo là, đúng là chủ nhà nghịch thì cũng muốn cho lợn nghịch. Ôi nhanh thế, em vừa mới xuống được mấy hôm mà hôm nay xuống nó thành cái chuồng lợn rồi. Gần tháng rồi về. Đây anh Hàn, đang hàn khung để ấy lắp lưới đây đúng không? Em liễu hôm nọ đi với em xong về học được cái trò này, về khuyên hết các trại gà làm lưới kiểu này, em bảo cái lưới này người ta làm từ lâu thôi chứ còn bây giờ mới làm. Làm lưới này như này an toàn. Đúng rồi. Ôi ơi, xuống vừa xuống hôm nọ, hôm nay đã thấy cánh thành chuồng lợn rồi. Vừa hôm nọ xuống được cái bãi đất trống. Hôm nay xuống đã thành chuồng lợn rồi. Nhà anh Thanh đây hôm nọ không phải là bị sưng phù đầu đâu. Nó là bị tụ huyết trùng cấp thôi, nhưng mà cấp tính như cái giống đời mà cấp tính quá là mình không ấy được, cấp tính quá là mình không xử lý kịp, những cái con mà nó bị nặng mình không xử lý kịp. Anh Hùng ơi. Kia kìa, đấy, anh phải mua được cái máng kia về chăn cắm nước mới là chuẩn kìa. Lúc bắt về đấy. À. Đấy mới là cái máng xịn. Cái hôm mà anh trại của em ở dưới Bắc Ninh, anh ấy tự hàn xong bắt đầu là nó giò, xong bắt đầu nó không có cái đế để chân, nó lợn nó hũi là nó đổ hết. Tung hết lên. Chạy lung tung chuồng em đi mà đuổi được. Đây. Hàn cái máng này thì nó không bị lợn con nó hất này. Thế đây con gà nhà chú hôm nọ thế nào rồi? À. Con gà chú hôm nọ bảo vệ trộn amốc có trộn à, còn cho uống amốc có uống không? Em có khỏi ngay. Em chăn em thích chăn con thịt hơn. Mọi người cứ hỏi em bán giống em mà. Bao giờ em nuôi được nái thì em mới bán giống. Chứ còn em bây giờ không đi mua giống bán giống cho mọi người. Bởi vì con giống nó nhạy cảm lắm. Cái đợt cô bắt cho cái trại nào 400 con giống đấy là không phải em bắt đâu ạ. Em về em thấy. Em chỉ về em làm kỹ thuật cho thôi ạ. Làm vaccine luôn. Em không phải làm vaccine mà tiêm hôm đấy là tiêm kháng thể. Tiêm kháng thể luôn. Cuốn xe tiêm kháng thể luôn đấy. Đúng rồi. Tại vì em hôm đấy là em không bắt giống mà là chú ấy tự bắt. Giống bắt giống cái Green à? Vâng, bắt trực tiếp từ công ty Green. Thế còn đợt này là em có biết một đơn vị bán con giống. Thì là họ bán con giống, họ bảo hành cho mình. Tức là trước khi anh bắt lợn là họ sẽ cho anh lên lấy mẫu xét nghiệm.
âm tính với tả châu Phi thì bắt. Đấy là họ bảo đây, đây, đây anh bắt cái chạy Hưng Yên lên tới đây như thế đây. Nó xét nghiệm tay xanh với tả châu Phi cho mình. Đây cái giống này là giống công ty luôn. Có ký kết hợp đồng, có bảo hành và nó sẽ bên đấy nó sẽ làm chọn chọn gói cho mình cái vòng vòng tròn. Thứ nhất là mua nái hậu bị người ta bán. À, mua lợn con người ta cũng bán. Và nếu như sau này lợn thịt của anh nuôi xong mà đúng là con lợn con mà anh bắt của họ nhé, họ về họ sẽ mua cho anh giá rất là đạt. À, chỉ cần là lúc nào anh bán lợn, anh quay video lại, anh gửi lên cho họ, họ duyệt giá ok là họ bên họ bắt, chứ họ không có thời gian để xem lợn cho anh đâu. Đấy, à, bên đấy họ làm một cái vòng tròn khép kín như thế luôn. Nhà người như thế thì nó đồng nào? Anh người hộ. Hộ nó hộ thế nào? Không hộ đâu ạ, à. Mình vẫn phải bỏ tiền. Mình muốn bỏ tất cả mọi mặt ra. Chẳng qua là cái người ta gọi coi như là người ta cấp giống và người ta thu mua lại thịt của người ta thôi chứ. Thì đấy là phạm nuôi rồi, cho mình nuôi đâu. Mình nuôi chứ người ta có nuôi đâu. Chứ họ có đầu tư cho mình, bảo là cho đầu tư giống hay đầu tư thuốc, đầu tư cám gì đâu. Mà bảo mình nuôi hộ không có. Chỉ qua là khi mà họ biết cái nguồn gốc con giống đấy rồi, họ chắc chắn là con lợn của họ là nuôi ra là nó sẽ nạc và nó sẽ đẹp hay đến mức độ như thế nào là họ, là cái lò mổ của họ là đã quen với cái dòng lợn đấy rồi, thì họ sẽ thu mua cho mình với giá đạt. Anh chẳng biết thế nào nữa, nhưng nói thật sự là nếu mà con giống riêng cái đất Hưng Yên, tất cả từ cả con gà con vịt nó làm con giống chuẩn. Đúng rồi, vịt là nó làm giống chuẩn mà, kể cả con lợn, con lợn, con gà, gà lai, giá thành gà lai lợn thịt của Hưng Yên bao giờ cũng cao hơn mấy cái tỉnh nó đi đó, nó có thể đứng đầu nào phải tranh đến 1-2 giá. Có đợt tranh đến 3-4 giá luôn. Còn này anh bắt là của cái công ty thức ăn dinh dưỡng Hà Lan chạy 700 lái. Vâng. Đi bắt được như thế thì mình chọn được con lợn, một con dưa nửa ra, một con nào không ưng ý mình gạt lại. Thì nó đảm bảo hơn con lợn. Bên kia cũng thế á? Bên công ty mà em giới thiệu đây cũng thế. Tức là họ cho phép mình lên chọn lợn mình nếu mình có điều kiện. Thì mình vào là mình xe thì mình thuê xe của trại rồi. Đúng rồi. Còn mình vào là mình chỉ cần mặc bảo quần áo bảo hộ là mình vào mình đứng trước cầu cân ấy. Vâng. Là chọn là con nào ra là mình gạt. Con nào không thích là không ưng ý là mình gạt lại. Mình cảm thấy là nó chuẩn hơn là bắt theo kiểu như chạy này. Thực ra là như này, em quan điểm của em ấy, đắt hơn 100-200 không quan trọng. Quan trọng là con lợn đấy nó chuẩn và mình về mình không bị hao đầu con. Và đến lúc mà mình nuôi này con lợn thịt nó đạt cân thì 200 đấy nó là quá nhỏ so với cái mình thu được. Đấy. Chứ còn mua bây giờ mua con lợn dân bây giờ trong dân bây giờ bán có 1,4 triệu, 1,5 triệu một con. Đấy. Thế nhưng mà lợn đấy nuôi chỉ được một tạ thôi. Nuôi cùng nắm được tạ mốt nhưng tạ mốt lại mỡ, không bán nổi. Mà cái giống lợn ở bên Hưng Yên này nhỉ, nuôi tạ 3, tạ 4 vẫn đẹp, không sợ gì. Nó xuống mỗi hai nhà anh kia hôm trước bị tai xanh. Xong mà tự dưng hôm đấy thế nào vui vui đi giao thuốc cho anh ấy xuống, anh bảo lợn nhà anh bị hô hấp nọ kia, hết vào chuồng ngó ngay rồi lợn anh bị tai xanh, anh bảo anh tiêm vaccine tai xanh rồi mà tiêm vẫn bị, thế đi xét nghiệm dương tính luôn cả ra hai chủng. Nhưng hôm đấy từ hôm đấy là về tiêm vaccine xong ổn hết rồi. Chuồng này mới thì chỉ có làm mỗi cái nền làm sao để cho không bị ăn xi măng thôi. Anh giấm anh rửa nhá, xong này là cây chuối tiêu ấy anh quét. Chặt ra xong rồi anh cọ phệt ướt nền ấy, cứ cọ lát cái cây chuối luôn. Đấy phải gọi thế thì nó mới nó bám cái nhựa chuối nó mới hết, nó không có nữa. Mời mọi người ăn cơm nữa. Cái cây chuối hoặc nhiều nhà đấy ngâm, nhiều nhà là bơm nước vào cho chặt cây chuối vào đấy ngâm không ăn thua. Không phải ngâm được lâu cơ. Phải lấy cây chuối cọ như kiểu mình lấy cây chuối thay cái chổi mình quét. Mấy cái bẻ chuối cứ trẻ ra cứ gì hết được luôn này. Nhiều đàn rõ thành chuồng mới về là ra là hay cứ lồn nhồn. Anh lấy cửa chuồng của em về là anh độc để dành. Cửa chuồng không đi tình. Anh để dành là ví dụ như những chục ngày anh mới phun những cái của em là anh cứ phun lung tung khắp chuồng, khắp nơi. Còn cái hàng đen cung mắt của cô thì là cái đấy là nặng giấy nhỉ? Nửa tháng, một tuần có khi mới. Hôm nào đi em báo trước, mà nếu đặt cái gì thì em mang về luôn. Khu này em đi nhiều mà. Xin phép Vũ Quân đi. Vũ Quân luôn à? Vũ Quân ông tí nữa về là buồn ngủ. Cháu xin phép và cháu về luôn ạ. Không về không tí. Không tí lái xe lại buồn ngủ. Vâng. Đi, cháu về đây, em về đây. Hôm nào về xuôi thì gặp anh mấy đợt em sẵn chồng rồi nhá. Hôm nào em về em gọi điện trước. Dạ.